Tiếp tục chương trình với những tin tức Phật sự đáng chú ý ở các địa phương khác trên cả nước. Tối ngày 13 tháng 9 tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 7 năm 2020. Tại đây, hơn 100 vị hành giả tác bạch thỉnh cầu giới pháp và phát nguyện trải nghiệm đời sống phạm hạnh. Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên hội đồng trị sự, trụ trì chùa Giác Ngộ đã chia sẻ về mục đích của khóa tu xuất gia giao duyên đến quý giới tử. Theo đó, khóa tu giao duyên 7 ngày tạo cơ hội cho Phật tử trải nghiệm thử và nếu thấy thích hợp có thể làm lễ xuất gia thật sau này. Trong thời gian xuất gia giao duyên, mỗi ngày các vị xuất sĩ hành trì từ 4 giờ và kết thúc lúc 22 giờ với các thời khóa tụng kinh, thiền tọa, chấp tác, học Phật pháp và lễ Phật. Cũng trong ngày 13 tháng 9, chùa Hoàng Pháp thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo thành phố tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, thu hút đông đảo chư tăng bổn tự và Phật tử tham gia. Với thông điệp mỗi giọt máu qua đi, một cuộc đời ở lại, chương trình đã thể hiện sự chia sẻ với những số phận kém may mắn khi tiếp nhận hàng trăm đơn vị máu. Sau khi xử lý tại trung tâm, các đơn vị máu sẽ được chuyển đến các bệnh viện và trung tâm y tế để hỗ trợ cho các bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ. Còn tại tỉnh Tiền Giang, trong thời gian này, Đại Đức Thích Phước Nhân, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Giác Tứ Long An cùng quý Phật tử địa phương đã tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu và thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa như vận động và trao tặng 150 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho bà con địa phương, khánh thành cầu lộ 28 giúp người dân thuận tiện đi lại, phóng sinh thả 500 kg cá về môi trường sông nước tự nhiên. Ngày hôm qua 14 tháng 9, chùa Quan Âm Linh Ứng, tỉnh Sóc Trăng cùng Phật tử dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa đã trang nghiêm cử hành lễ Vu Lan báo hiếu và trao tặng 1.000 phần quà cho bà con khuyết tật nhiễm chất độc màu da cam, những người ở viện dưỡng lão và có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Sóc Trăng với tổng trị giá 300 triệu đồng. Trước đó một tuần, chùa cũng đã phát 200 phần quà, trao tận tay những người yếu thế trong xã hội